chào các con hôm nay cô giới thiệu với các con một phần kiến thức rất hay phần kiến thức này đã làm nên âm điệu vần điệu thể hiện được giá trị biểu đạt trong từng câu nói từng từ ngữ hình ảnh trong tiếng việt của chúng mình đây là nhóm từ làm nên sự phong phú trong âm sắc vần điệu của tiếng việt đó chính là từ láy vậy thế nào là từ láy sử dụng từ lái thế nào để tăng thêm giá trị biểu đạt và biểu cảm thông qua từ lái. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con phần kiến thức này nhé. Trước hết, chúng mình sẽ tìm hiểu khái niệm về từ lái. Đặc điểm của từ lái. Cô sẽ giúp các con một số cách để phân loại được các kiểu từ lái. Tìm hiểu rõ hơn nghĩa của từ lái để ta vận dụng trong phần viết câu một vài lưu ý để con phân biệt bởi vì từ láy rất dễ nhầm với một số từ khác. Và cuối cùng, ta sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào một phần bài luyện tập. Nào, các con sẵn sàng vào bài chưa? Chúng mình bắt đầu phần thứ nhất nhé. Trước hết, khái niệm của từ láy. Từ láy được hiểu đó là từ được tạo ra bằng cách phối hợp các tiếng mà trong đó các bộ phận của tiếng được lặp lại. Nhớ nhé, nó được lặp lại. Nó có thể lặp lại âm đầu, lặp lại vần, lặp lại âm đầu và vần. Ví dụ này. Trong câu thơ tác giả Hoàng Trung Thông đã viết: Thuyền ta chầm chậm vào ba bể, núi rừng treo leo hồ lặng im, lá rừng với gió ngân xe xẻ họa tiếng lòng ta với tiếng chim ngoài những vần điệu của sự bất vần giữa các tiếng bên cạnh đó tác giả đã sử dụng các từ có những bộ phận của tiếng được lặp lại mà chúng mình vừa tìm hiểu đó là từ láy vậy hãy quan sát vào ví dụ con có nhận diện được bộ phận nào của tiếng đã được lặp lại trong những câu thơ này không câu thứ nhất ta có từ trầm chậm nó giống nhau về âm trở giống nhau về vần âm hay câu thơ hay câu thơ thứ hai ta có từ treo leo từ treo leo này có bộ phận nào của tiếng giống nhau đó chính là vần eo hay câu thơ thứ ba có từ được lặp lại cả vần e cả âm s chỉ khác mỗi thành thôi như vậy trong câu thơ này ta có ba từ láy: chầm chậm, treo leo, xe sẽ góp phần với âm điệu, với hình ảnh của bài, từ láy tạo nên giá trị biểu cảm, tạo nên âm sắc riêng biệt cho câu thơ. Chúng mình cùng tìm hiểu đặc điểm của từ láy nhé. Đây sẽ là phần mà các con phải ghi nhớ để phân biệt được từ láy với những từ khác đấy chú ý nhé. Trong từ lấy, chỉ một tiếng có nghĩa, nhớ đấy, một tiếng có nghĩa thôi. Hoặc các tiếng đều không có nghĩa. Cụ thể này, chậm chậm, ta có, tiếng có nghĩa là tiếng chậm. Vậy từ chậm sẽ bổ sung thêm cho tiếng chậm, làm cho từ chậm đỡ đơn điệu hơn. Đấy cũng chính là giá trị của từ láy ví dụ thứ hai treo leo cả hai tiếng này đều không có nghĩa nhưng khi kết hợp lại với nhau chúng lại tạo nên một nghĩa chung giống như từ ghép chỉ có điều nó được lặp lại ở một bộ phận của tiếng ta sẽ gọi nó là từ láy nếu hai tiếng mà có nghĩa rõ ràng thì sẽ không được gọi là từ láy đâu, chắc chắn đó sẽ là từ ghép. nhớ để phân biệt nhé. Ví dụ này, từ nhỏ nhẹ trong từ này, mặc dù con thấy âm nhờ được lặp lại, có vẻ giống như cấu tạo của từ láy, nhưng nhỏ có nghĩa chỉ tầm vóc, nhẹ có nghĩa chỉ tính chất. vậy hai tiếng có nghĩa rõ ràng. Đây sẽ là từ ghép. Đây là dấu hiệu duy nhất để con phân biệt giữa từ lấy và từ ghép. Nên các con hãy nhớ nhé. Chúng mình cùng tìm hiểu xem từ lấy được phân loại thế nào nhé. Có tất cả 5 kiểu từ lấy. Thứ nhất là lấy âm. Ta có thể gọi là lấy âm đầu hoặc lấy phụ âm đầu. Kiểu thứ hai, khi bộ phận bần được lặp lại, ta gọi là Lấy vần Kiểu thứ ba, khi bộ phận âm và vần được lặp lại, ta gọi là lấy âm và vần Kiểu thứ tư, lấy tiếng, tức là hai tiếng ấy được lặp lại sống hệt nhau Và kiểu thứ năm, lấy đặc biệt, bởi vì nó rất đặc biệt, nó không có âm đầu, thế thôi Nào, chúng mình cùng tìm hiểu từng phần một cho rõ nhé lấy âm, tức là bộ phận âm đầu được lặp lại, lặp lại tức là nó giống hệt nhau ta còn gọi là lấy lại. Ví dụ cô có các từ thỏ thẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Con có nhận diện được phần mà chúng được lặp lại hay còn gọi là lấy lại không? Đó chính là âm thở trong từ nhỏ nhắn lặp lại âm nhờ. Trong từ xinh xắn, chúng được lặp lại âm x. Kiểu lấy thứ hai, lấy vần. Lấy vần, đấy là phần chúng có bộ phận vần giống nhau. Hay nói cách khác là bộ phận vần được lặp lại, bộ phận vần được lấy lại. Nào, cùng tìm hiểu xem chúng được lặp lại thế nào nhé. Ví dụ, cô chọn từ tranh vênh, tấp nập lo không từ thứ nhất ta có vần anh được lặp lại từ thứ hai có vần ấp từ thứ ba có vần om được lặp lại trong những phần này các tiếng này đều không có nghĩa rõ ràng kiểu lấy thứ ba lấy âm và vần lấy âm và vần là bộ phận âm đầu và vần được lặp lại được lấy lại chúng đều giống nhau. Ví dụ này, nho nhỏ, nhẹ nhẹ, ngoan ngoãn. Xem cô phân tích từng từ một nhé. Từ nho nhỏ, ta có âm đầu được lặp lại, đó là âm nhờ. Vần được lặp lại, đó là vần o. Như vậy, chúng chỉ khác ở thanh thôi. Tiếng thứ nhất là thanh ngang. Tiếng thứ hai là thành hỏi. Từ thứ hai tương tự còn có thể nhận thấy âm đầu nhờ được lặp lại, vần e được lặp lại và chúng khác thanh. Tiếng thứ nhất thành huyền, tiếng thứ hai dấu nặng. Như vậy khi kết hợp lại với nhau chúng ta thấy âm đầu vần được lặp lại. Ta gọi đây là lấy âm và vần từ thứ ba cũng thế ta thấy âm đầu ngờ lặp lại vần oan lặp lại và chúng cũng chỉ khác phần thanh nhóm này chúng ta gọi chung là lấy âm và vần kiểu thứ tư đó là lấy tiếng hay ta còn gọi là lấy toàn bộ bởi vì tất cả các tiếng sẽ được lặp lại giống nhau hoàn toàn ví dụ này xanh xanh hay vui vui nganh nganh các tiếng đều được lặp lại giống hệt nhau và nó bổ sung cho nhau để tạo nên rõ nghĩa hơn kiểu thứ năm chúng mình cùng tìm hiểu đó là lấy đặc biệt đây cũng là nhóm từ rất thú vị các con chú ý nhé lấy đặc biệt thực chất nó được khuyết đi âm đầu tức là nó không có âm đầu đâu nhưng phần vần có thể giống có thể không xem cô phân tích nhé ví dụ ồn ào ầm ĩ oi ả à, ý ạch à. các phần sau về cơ bản dấu hiệu chẳng giống nhau gì cả nhưng thực chất chúng đều không có bộ phận âm đầu nhưng nó lại khép với nhau tạo nên phần điệu riêng cho từ vì thế ta mới gọi nó là lấy đặc biệt trong nhóm lấy đặc biệt thì các con lưu ý này mặc dù khuyết âm đầu nhưng nó có thể có phần vẫn giống nhau ta sẽ không gọi là lấy đặc biệt nữa đâu nhá mà ta sẽ gọi nó là lấy tiếng ví dụ ảo ảo ầm ầm về cơ bản dấu hiệu nhìn thoáng qua rất giống nhau vì chúng cũng đang khuyết âm đầu mà nhưng vần còn lại giống nhau ta sẽ gọi nhóm này là lấy tiếng thế nhưng đặc biệt từ im ỉm con sẽ thấy nó có vần giống nhau khác thanh thì ta lại gọi nhóm này là lấy âm và vần. Như vậy, còn hãy phân biệt trong trường hợp khuyết đi và vần không giống nhau với việc khuyết đi mà nó lại có những bộ phận giống nhau ta lại xếp như phần cô hướng dẫn nhé. Bên cạnh đó, ta còn có thể chia thành các dạng từ lấy. Những dạng từ lấy này người ta sẽ căn cứ vào số tiếng của từ lấy đấy. Ví dụ này, có hai tiếng được lặp lại. Ví dụ này, có hai tiếng được lặp lại, ta gọi là lấy đôi. Đôi tức là có hai nhé. Ví dụ cho lấy đôi này. Díu dít, dung dinh, xinh xinh. Nó sẽ bao hàm tất cả những kiểu từ lấy mà cô vừa hướng dẫn. Chỉ có điều, nó có hai tiếng để kết hợp lại thành một từ. Hai từ ta gọi đó là lấy đôi. Nếu có 3 tiếng để tạo chung thành một nhóm từ lấy, ta gọi là lấy ba. Ví dụ, sạch xanh xanh, rừng rừng rừng. Thông thường trong lấy ba sẽ có một tiếng có nghĩa rõ ràng. Ví dụ, sạch hay rừng 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 thì ta sẽ kết hợp của từ rừng rừng mà cấu tạo thành. Bên cạnh đó, nếu như có bốn tiếng, ta gọi đó là lấy tư. Đây cũng là cách để tạo nên sự phong phú trong lời nói của mình. Ví dụ, díu ra díu dít hay lung la lung linh. Nó được cấu tạo bởi từ díu dít hay lung linh. còn cũng có thể tự cấu tạo nên rất nhiều từ lấy tư. Ví dụ, vội vội vàng vàng, hớt thơ hớt hải hay được lặp lại như trùng trùng điệp điệp chính cách tạo nên những từ láy như thế này tạo nên cách nói của mình đầy âm sắc giờ đã được học về từ láy các con hãy sử dụng bởi vì giá trị biểu đạt của từ láy lớn hơn rất nhiều so với từ đơn hoặc từ ghép tùy từng trường hợp cụ thể chúng mình cùng tìm hiểu thêm để nắm được cách sử dụng khi chúng ta hiểu được nghĩa của từ láy các con cùng theo dõi phần phân tích của cô ở nghĩa của từ láy nhé trước hết cô sẽ chọn từ gốc ban đầu là từ xanh từ xanh trước hết được hiểu là một từ đơn đã nhưng nó sẽ mang bao hàm nghĩa gốc ví dụ cô muốn nói là thằng bé mới ốm dậy da xanh quá cô sẽ ghi phần ví dụ này để các con so sánh nhé như vậy cô có mức độ để diễn đạt nước da của em bé là từ xanh so sánh thêm khi cô cấu tạo thành từ láy này cô sẽ tạo thành một từ láy lấy đôi đó là xanh xanh thằng bé này mới ốm dậy da xanh xanh như vậy so với từ xanh ban đầu thì mức độ đã được giảm hơn một chút nó chỉ hơi xanh thôi như vậy khi cấu tạo nên từ láy mức độ này đã được giảm nhẹ vậy so với câu thứ nhất mức độ này đã nhẹ hơn một chút ta gọi là mức độ giảm nhẹ. Từ phần từ gốc là xanh, cô có thể cấu tạo thêm một từ láy khác, đó là từ xanh sao. Mức độ của xanh sao lúc này thế nào? Nó đã mạnh lên rồi. Ví dụ, thằng bé mới ốm dậy, xanh sao quá. Như vậy thể hiện mức độ ốm màu da của em bé đã khác biệt hơn rất nhiều. Vậy giá trị của từ khi được cấu tạo thành từ láy lúc này đã mạnh lên như vậy từ từ đơn ban đầu là xanh, cô có thể cấu tạo thành hai từ láy xanh xanh và xanh sao với mức độ hoàn toàn khác nhau, hoặc là nhẹ đi một chút, hoặc là tăng thêm giá trị để biểu đạt. Đó là mạnh lên. Vậy nó chính là cách để con biểu thị giá trị của từ phong phú hơn so với từ đơn đấy. thêm một chút về phần lưu ý để con có thể nhận diện được từ lấy. Một số từ chỉ sự vật có thể là lặp lại đấy, nhưng đó chỉ là lặp lại về hình thức thôi, chứ nó không được gọi là từ lấy đâu nhá. Ví dụ này, đu đủ, trong chóng, cào cào, châu chấu hay chôm chôm. Đây được gọi là tên gọi của quả, tên gọi của một đồ chơi tên gọi của con vật hoặc tên gọi của loại quả. Chúng chỉ vô tình được lặp lại để tạo thành tên cho nên nó không phải là từ láy Nó được xếp vào nhóm từ đơn đa âm tiết. Nhớ nhá. Thậm chí những từ như chim chóc, chùa chiên, cây cối. Con thấy khá giống nhau với từ láy đó là âm chờ được lặp lại. Âm đầu lặp lại âm đầu lặp lại. Vậy nếu thoáng nhìn con có thể xếp nhóm này vào nhóm từ lấy âm. Tuy nhiên, xếp về nghĩa, chim chóc là để chỉ các loài chim nói chung, chùa chiền là để chỉ các loại chùa nói chung, hay cây cối để chỉ các loại cây nói chung. Những từ mà bao hàm nghĩa chung ta sẽ gọi là từ gì nào? Đó chính là từ ghép tổng hợp vậy con lưu ý có hai nhóm khá dễ nhầm lẫn đó là giống nhau về mặt hình thức của từ lấy nhưng là tên gọi của đồ vật cây cối hoa quả ta gọi là từ đơn đạm tiết hay những từ để biểu thị theo nghĩa chung ta gọi là từ ghép tổng hợp nhớ nhé để khi con phân loại đừng nhầm lẫn chúng mình sẽ cùng vận dụng phần mà ta vừa học để làm phần bài tập sau nhé bài tập của chúng ta có yêu cầu xác định các từ láy trong khổ thơ sau rồi phân loại các từ láy đó khổ thơ mà cô muốn các con nhận diện từ láy đấy là một đoạn trong bài thơ bè xuôi sông la của tác giả vũ duy thông cùng nghe cô đọc bài này sông la ơi sông la trong veo như ánh mắt bờ che xanh im mát mơn mướt đôi hàng mi bè đi chiều thầm thì cố lượn đàn thông thả như bầy trâu lim sim đầm mình trong êm ả à. sóng long lanh vẩy cá chim hót trên bờ đê nào chúng mình sẽ cùng tìm từ lấy có trong đoạn nhé thứ nhất ở các câu thơ con có thể nhận thấy từ lấy đó là mơn mướt đây là từ lấy gì nào con thấy đấy âm mở lặp lại vần khác. Như vậy, đây là lấy âm. Câu thơ tiếp theo, thầm thì là từ lấy. Trong đó, ta lặp lại âm, thờ. Vậy, đây cũng là lấy âm. Từ lấy tiếp theo, thông, thả, âm, thờ được lặp lại. Vậy, đây là lấy âm. Từ lấy lim zim ta có phần im được lặp lại vậy đây là lấy phần từ êm à khuyết đi âm đầu và phần còn lại không giống nhau vậy đây chính là lấy đặc biệt từ long lanh được lặp lại âm đầu l nên nó là lấy âm như vậy trong đoạn này chúng ta có 6 từ lấy với các giá trị của từ láy tác giả đã sử dụng để chúng ta hình dung thêm về khung cảnh của một khúc sông nơi ấy có bờ che xanh mà tác giả tưởng tượng rằng như hàng mê của cô thiếu nữ trong hình ảnh của thầm thì thong thả lim dim êm ả à, tác cảm nhận được một không gian yên bình tĩnh lặng nhưng vô cùng thơ mộng trên dòng sông và hai câu chốt lại trong đoạn sóng long lanh vẩy cá chim hót trên bờ đê để thể hiện được khúc cảnh về màu sắc về mặt nước trong khung cảnh chung của sự yên bình như vậy Giá trị của từ láy đã làm tăng thêm phần hình ảnh biểu đạt cho câu thơ. Còn khai thác rõ hơn, ta sẽ tìm hiểu ở phần cảm thụ văn học nhé. Như vậy, hôm nay cô vừa hướng dẫn các con khái niệm về từ lấy với cách nhận diện về từ lấy ở các bộ phận của tiếng để tạo chung nên giá trị của từ lấy. Và thông qua từ lấy, con có thể thể hiện nó hoặc là giảm nhẹ hoặc là mạnh lên trong giá trị diễn đạt. Chính vì thế, từ lấy được coi là từ thể hiện âm sắc rất đẹp, rất hay, rất thú vị và cũng rất riêng biệt trong cách nói của tiếng Việt mình hãy nhớ những kiến thức mà cô vừa hướng dẫn để con đan xen trong phần nói hay phần viết của con có hình ảnh hơn nhé. Chúc các con sử dụng từ lấy thật hay, thật đẹp và thật đúng. Chào các con!